Múa gáo dừa là sản phẩm tinh thần độc đáo không thể thiếu trong các dịp lễ Tết sinh hoạt văn hóa của đồng bào Khmer. Với chiếc gáo dừa bình dị cùng với tiết tấu nhạc nhịp nhàng, các chàng trai cô gái Khmer cùng nhau vui múa để xua đi nỗi mệt nhọc sau một ngày lao động vất vả. Dưới những tán dừa, cây thốt nốt cao vút là những nóc nhà của người Khmer quần tụ thành một phung hoặc sóc. Cây dừa thân thuộc gắn bó với đồng bào Khmer Nam Bộ chẳng khác gì cây tre gắn với người Việt vùng Bắc Bộ. Vì thế, nhiều bài hát điệu múa dân gian ra đời từ đó. Quả dừa cho nước ngọt cùi thơm, còn sọ dừa không chỉ dùng làm gáo múc nước mà còn được đưa vào điệu múa dân gian gọi là múa gáo dừa. Đây là một cái loại múa dân gian thể hiện một cái tinh thần say mê và thoải mái sau những thời gian lao động mệt nhọc, đặc biệt là giao duyên giữa đôi nam nữ. Như chúng ta đã biết, Sóc Trăng là một cái vùng đất trù phú, nhiều sông nước, chính vì thế nhiều cây ăn quả, đặc biệt là dừa. Bên cạnh những cái công dụng của toàn bộ từ trái thân lá dừa thì cái gáo dừa trước đây thì dùng để phơi khô nhúm lửa phục vụ cho nấu nướng. Và trong quá trình thời gian lao động như thế, đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng đã có một cái sáng kiến sử dụng gáo dừa khỏ nhịp, nghe lóc cốc, lóc cốc, lóc cốc, rất là dễ chịu. Và chính những cái tiết tấu đó, nó trở thành những cái điệu múa dân gian đặc sắc của đồng bào Khmer sau này. Điệu múa gáo dừa khá đơn giản. Trên mỗi tay người múa cầm một chiếc gáo dừa nhỏ xinh, họ quay thành vòng tròn rồi tản ra thành hàng ngang, hàng dọc, kết hợp tay chân nhịp nhàng, lúc mạnh mẽ, lúc uyển chuyển. Rồi từng đôi nam nữ múa cùng nhau, miệng mỉm cười, mắt đưa tình lúng liếng. Đây là điệu múa giúp con người khỏe khoắn, nhanh nhẹn và thư giãn để xua đi nỗi mệt nhọc sau một ngày lao động vất vả. Người xem cũng bị lôi cuốn vào các động tác múa, thả hồn theo tiếng nhạc du dương và cảm thấy tâm hồn thật nhẹ nhàng, thư thái. Thông thường thì chúng ta sử dụng số lượng lẻ mà số nhiều là 3, 5, 7, 9, 11. Tất nhiên là 11 nam, 11 nữ. Theo chúng ta quan niệm, số lẻ là đây là giới nam và giới nữ, nhưng mà thường thường là múa đôi. Và số lẻ này đó là thể hiện sự sinh sôi phát triển. Đặc trưng của múa gáo dừa là vui vẻ, nhộn nhịp, để cho đồng bào Khmer phản ánh lại một cái tiết tấu như là một cái nhịp sống sôi động của đồng bào Khmer ở phương Sóc. Trong cái nghệ thuật múa gáo dừa động tác cơ bản thì đôi nam nữ là thể hiện sự quan niệm âm dương. Mặt gáo dừa của nữ bên tay phải, bên nam tay trái, chúng ta tiếp tục khỏ vào nhau như thế, thể hiện sự sinh sôi nảy nở của vạn vật và của con người đồng bào Khmer của chúng ta. Hoặc là những cái động tác uyển chuyển hình thể trên gương mặt, trên cái người hông người thiếu nữ, trên người nam, thể hiện sự khỏe khoắn của đôi nam nữ trong quá trình lao động. Những cái động tác múa gáo dừa là sự bắt chước trong quá trình lao động để thể hiện lại cuộc sống thành một cái tác phẩm múa tái hiện cuộc sống sinh động như thế, để qua đó chúng ta vừa yêu lao động vừa yêu nghệ thuật. Có thể nhiều người không biết múa, nhưng nói đến múa gáo dừa thì người già lẫn trẻ nhỏ đều biết. Người múa chỉ cần gửi hồn vào từng động tác, truyền cảm xúc tới người thưởng thức là xem như thành công. Dù đã trải qua hàng trăm năm, nhưng điệu múa gáo, uyển chuyển vẫn được nhiều người Khmer yêu thích. Người ta có thể tổ chức múa ở mọi nơi, từ nơi sân khấu rực rỡ, sân chùa hay sân nhà vào những dịp Tết, lễ hội. Điệu múa gáo vừa dịu dàng, vừa có nét vui nhộn, hóm hỉnh, được thể hiện qua sự phối hợp các động tác tay, chân, kết hợp toàn thân uyển chuyển, nhịp nhàng sinh động, nên thu hút mọi người tham gia mỗi khi âm nhạc nổi lên. Thường múa gáo dừa là một nam một nữ, nó khỏ như thế này, khỏ thế này và khỏ lên, khỏ xuống, khỏ ngang, khỏ lên gieo dọc, trái, phải. Đó thì nó trở thành những cái động tác di động,
và động tác di động. Từ cái động tác di động á, thì ban đầu chúng ta chỉ hàng ngang, hàng dọc, thì sau này đồng bào Khmer thấy hàng ngang, hàng dọc, cái vùng đất đôi khi cái vùng mà khu vườn dừa hoặc là ngoài cái cánh đồng mà khi trồng những cái dừa đó, nó không có những cái mảnh đất thuận lợi, do đó là bắt đầu mới tùy theo cái địa hình của cái vùng đó mà người ta suy nghĩ đến vòng tròn, lên xuống, hàng xéo, hàng dọc, vân vân. Thì nó biến thành những cái đội hình tròn, rồi ngang, dọc, xéo để làm gì? Nó vừa phù hợp với cái địa hình khi mà ở dưới những tán dừa, và nó cũng trở thành những cái biến tấu của cái di chuyển, cái đội hình làm cho cái điệu múa nó hấp dẫn hơn. Hiện nay, các phong sóc của người Khmer Sóc Trăng vẫn vang vọng tiếng nhạc, vẫn nồng nàn điệu múa gáo dừa. Cứ vào những dịp lễ hội truyền thống của dân tộc, người Khmer thường tổ chức múa gáo, tạo nên không khí giao lưu phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập, các bạn trẻ hiện nay đang có xu hướng múa theo các vũ điệu hiện đại. Đây là điều đáng lo ngại nhất trong quá trình bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống của người Khmer. Bên cạnh đó, quá trình người Khmer tiếp nhận văn hóa các dân tộc đang diễn ra khá mạnh, nhất là trong hội nhập kinh tế, nâng cao đời sống vật chất. Điều này đã và đang kéo theo sự mai một của văn hóa truyền thống dân tộc Khmer, trong đó có loại hình nghệ thuật múa dân gian gáo dừa. Trong năm 2022, dự án phát huy bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam phát triển với du lịch, trong đó có tỉnh Sóc Trăng. Trong các loại hình múa dân gian của đồng bào Khmer, thì Trung tâm Hóa tỉnh chọn loại hình múa gáo là một trong những dự án để triển khai cái loại hình múa dân gian này. Bởi vì theo chiều dài của thời gian, thì loại múa gáo đã dần bị mai một. Chính vì thế, để khơi dậy và thổi hồn giữ lửa cho điệu múa dân gian của đồng bào Khmer tiếp tục được bảo tồn và phát huy, Trung tâm tỉnh quyết định mở lớp tập huấn múa gáo dừa, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Trung tâm văn hóa tỉnh kết hợp câu lạc bộ múa gáo dừa chùa Bốn Mặt, xã Phú Tân tổ chức khai giảng lớp múa gáo dừa. 38 học viên của câu lạc bộ được các nghệ nhân, nghệ sĩ giới thiệu bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Khái quát nghệ thuật dân gian múa gáo dừa, thực hành hướng dẫn động tác cơ bản dân gian múa gáo dừa, biên đạo các tác phẩm múa. Sau 15 ngày tập huấn, các học viên đã biết múa đúng những động tác cơ bản của điệu múa gáo, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào Khmer, nâng cao nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Thấy điểm vui với bản thân em là em rất vui sau giờ làm mệt mỏi rồi đi tập gặp bạn bè giao lưu này nọ. Động tác múa nhân gian gáo dừa thì điều cần lưu ý nhất là các động tác cơ bản như là tay nè, chân, rồi cái gương mặt với vòng eo, rồi cái tướng mình phải giữ sao cho duyên dáng, mềm mại, rồi cái động tác thì tay phải dẻo, rồi mặt thì tươi cười lên. Một động tác là tượng trưng cho ngôn ngữ trong cái bài múa gáo dừa đó. Dạ. Mình thể hiện sao cho nhạc với động tác phù hợp. Một bài múa hoàn chỉnh của động tác cơ bản một gáo dừa thì tương đương khoảng hơn tháng, dạ, mới có thể thành thạo được. Nói chung là theo năng khiếu của các em nữa. Nói chung là mình không nói là một tháng hay hai tháng hay là sao đó. Theo năng khiếu các em, nếu mà các em học tốt, tiếp thu nhanh thì có thể hoàn thành sớm một bài. Bên cạnh việc xây dựng lực lượng có năng khiếu và trách nhiệm trong điệu múa gáo truyền thống, thì hỗ trợ trang thiết bị đào cụ, thành lập các câu lạc bộ, xây dựng chương trình biểu diễn kết nối các tour du lịch để phục vụ khách tham quan tại các điểm đến văn hóa truyền thống của địa phương. Tổ chức liên quan, hội thi, hội diễn và phối hợp với các cơ quan đơn vị, tổ chức liên quan giao lưu nghệ thuật, tiếp tục tuyên truyền giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về giá trị của múa dân gian Khmer, qua đó nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer.
Nói chung thì riêng đối với bản thân em thì tạo điều kiện cho tụi em học lớp múa gáo dừa này thì tụi em cảm thấy là rất vui. Nói chung là sau những giờ làm thì được đi tập luyện như vậy đó thì tụi em cảm thấy là rất phấn khởi. Nói chung là vì tự hào về bản sắc dân tộc của người dân tộc mình nữa. Ban đầu thì về cái bước cơ bản thì nó cũng hơi khó, nhưng nói chung là cái đó là niềm đam mê của mình thì mình sẽ cố gắng thì từ từ dần dần thì sẽ thấy dễ. Bà con Khmer hay nói rằng trẻ con Khmer biết múa, biết hát trước khi biết đọc, biết viết. Câu nói ấy đã minh chứng sự ảnh hưởng sâu rộng của ca múa âm nhạc trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer. Song hành cùng đời sống văn hóa của người dân Nam Bộ được lưu giữ và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử đất nước. Múa gáo dừa nói riêng, múa dân gian của đồng bào Khmer nói chung đã trở thành tài sản văn hóa chung của các dân tộc vùng đất Nam Bộ, góp phần tạo nên cuộc sống hài hòa về kinh tế, văn hóa xã hội của cộng đồng các dân tộc, đồng thời tạo nên những sắc màu văn hóa tươi tắn trong bức tranh văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.